Thưa quý vị, trên các trang mạng xã hội, Tổng thống Biden cho biết VinFast sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin ở Bắc Carolina 9, trị giá 4 tỷ đô la Mỹ, tạo ra hơn 7.000 việc làm. Thông báo từ Nhà Trắng khẳng định việc VinFast xây dựng nhà máy 4 tỷ đô la Mỹ ở phía trước Bắc Carolina cùng với sự đầu tư trở lại gần đây của Ford, GM và Siemens cho thấy nỗ lực của chính phủ của ông Biden trong việc xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch, tái xây dựng chuỗi cung ứng tại Mỹ và giảm chi phí cho người dân. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin hãng sản xuất ô tô VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ xây nhà máy trên một khu vực rộng lớn tại phía Bắc Sanford. Trong thời gian gần đây, Tổng thống Biden liên tục đưa ra thông tin sẽ dịch chuyển nền kinh tế Mỹ quay trở lại với hoạt động sản xuất thay vì tiếp tục duy trì các công xưởng bên ngoài lãnh thổ. Ông từng khẳng định đây là cách tốt nhất để nước Mỹ có thể kiểm soát lạm phát và gia tăng việc làm cho người dân trong nước. Quan chức một bang ở Đức, ông Peter, đã đề nghị người dân hạ nhiệt độ máy sưởi để nước này có thể sớm cự tuyệt năng lượng Nga. Ông Peter, quan chức phụ trách nông nghiệp của một bang ở khu vực Tây Nam Đức, đã đưa ra quan điểm rằng thay vì để nhiệt độ máy sưởi ở mức 20 độ, người Đức nên điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn như một biện pháp hỗ trợ đất nước nói không với khí đốt Nga ngay lập tức. Phát biểu của ông Hức sau khi đó đã hứng chịu chỉ trích mạnh mẽ từ người dân, đặc biệt là Hiệp hội Người thuê nhà Đức, cáo buộc ông không hiểu gì về người cao tuổi và người làm việc tại nhà. Hiệp hội chỉ trích lời khuyên hạ nhiệt độ máy sưởi và mặc thêm áo len ở trong nhà có thể khiến người dân đổ bệnh trong những tháng mùa đông. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tuần trước đã công bố kế hoạch nhanh chóng cắt giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, song vẫn cảnh báo hậu quả nặng nề nếu áp cấm vận dầu khí ngay lập tức. Ông Habeck ước tính nếu Đức sẽ không còn phụ thuộc vào khí đốt của Nga vào giữa năm 2024, nếu mọi chuyện thuận lợi, ông khẳng định quá trình cắt giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga đang diễn ra với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Khí đốt từ Nga được chuyển tới Đức qua các đường ống cố định sẽ là nguồn cung năng lượng mà Berlin khó loại bỏ nhất. Hiện Đức hiện nhập khẩu 55% khí đốt của Nga, một nửa lượng than của Đức cũng mua từ Nga, nhưng gần đây Berlin đã tìm thêm nhiều nguồn cung khác.